À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món đồ chơi gọi là Pentomino. Món đồ chơi này thì thực sự là nó như kiểu một trò chơi xếp hình à, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy à, mình sẽ không giới thiệu nhiều về cái món đồ chơi này, mà trong cái video này sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái cách chơi cái trò chơi này. Nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về trò chơi, các bạn có thể kích xuống cái link ở phía dưới của video của các bạn và phần xem thêm ạ. Rồi à, trò chơi chúng ta nhìn thấy có rất nhiều những khối hình à, những khối hình ở đây được cấu tạo được các khối hình này đa phần chung trừ ba cái khối hình này ra, thì chúng ta nhìn thấy là các khối hình còn lại đều được cấu tạo bằng một cái khối hình này cấu tạo bằng 5 cái ô vuông nhỏ. Bạn nhìn thấy 1 2 3 4 5, nó bằng đúng 5 cái ô này, 1 2 3 4 5, các nhìn thấy đúng không ạ? Đây không giới thiệu nhiều, thì cái việc xếp một cái trò chơi Pentomino này tương đối là sử dụng trí tuệ rất là nhiều. Đơn giản, chúng ta có thể thấy rằng nếu như các bạn đổ các khối hình này ra và việc xếp lại bên trong khối hình này rất là khó. Nếu như các bạn không có thể tư duy hình tượng về hình học tốt thì các bạn rất khó thể làm được cái việc này. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn một cái cách làm có thể xếp các khối hình này vào bên trong cái khay mà có sẵn đấy. Rồi, nếu các bạn nào không tin, các bạn có thể thử xem, các bạn đổ sau khi mua này về các bạn đổ ra, các bạn thử xếp lại. Nếu các bạn không có hướng dẫn, các bạn cực kỳ khó thì xếp được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái cách xếp của nó như thế nào nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã xếp được toàn bộ những khối hình vào trong cái hộp của chúng ta, đúng không ạ?